Come on, man. Right here, right here, right here. No over there. Lại đây, lại đây. Không phải đằng đó đâu, đằng này nè. Right here, no over there. Right here. Hey! Làm gì tụi bây nào muốn bắt tay vậy? Tôi đang biểu diễn mà đâu xuất hiện vậy? Anh đang biểu diễn hả? Trời ơi, đang nhảy nhạc rap. Trời đất ơi, anh đang biểu diễn anh ca gì đâu mà tôi tưởng anh ăn trúng gì bị Kinh Phong nó giật anh nhá. Trời ơi, mà... nhạc rap ở Mỹ nó nhảy vậy đó anh ơi. Trời ơi, anh hát nhạc rap ở Mỹ thì anh hát tiếng Mỹ thì hát tiếng Mỹ đi. Hát tiếng Việt thì hát tiếng Việt. Tự nhiên cái Mỹ Việt cái trộn lộn kỳ lắm anh ơi. Ý, làm như hay dữ lắm. Sao mày? Trời ơi, bà đặt mắt mẻ ta nữa. Trời ơi, làm như rành dữ lắm à. Tôi rành dữ lắm à. Rành gì? Rành thôi á, mà tôi hiểu từng nốt nhạc trong cái lời nhạc luôn cho anh biết. Là sao? Có nghĩa là tôi hiểu từng hơi thở của âm nhạc luôn. Tức là một âm nhạc hát ra bài gì là biết bài hát nó muốn nói vậy gì. Chứ sao một cái nốt đờn tăng lên một cái thôi tôi muốn nói, tôi biết là muốn diễn tả cái gì liền. Dữ dội vậy đó. Chứ sao? Anh nói không ai tin được đâu. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ anh nói là anh nghe được hơi thở của âm nhạc phải không? Chứ sao? Bây giờ tôi hát thử bài này coi anh nghe biết bài đó nói vậy gì không? Vậy ha. Biết không? Rồi ngon lành. Biết phải không? Anh muốn thử tài năng của tôi không? Bây giờ tôi hát một bài hát này. Anh nghe thử cái bài hát này, anh coi trong cái bài hát đó có mấy người. Muốn đố tôi coi trong bài hát này có bao nhiêu người phải không? Trời ơi, tại anh nói anh nghe được cái âm hưởng của bài nhạc mà. Cho nên giờ tôi hát lên cái bài hát này. Anh coi trong cái bài hát này tác giả đặt bao nhiêu người trong đó. Được không? Được, rồi thử nha. Nghe kỹ mới được. Cái cha này mánh lắm. Đó, thấy đám người ở đó không? Thấy rồi, thấy đếm nha, chuẩn bị đếm nha. Tôi nghe nhạc là tôi biết có nguyên một đoàn người đang đi rồi. Một người đi với một người. Một với một là hai. Một người đi với nụ cười lẻ loi. Ba người, ba người. Hai người vui biết bao nhiêu. Hai với ba là năm người. Một người lặng lẽ buồn thiếu đừng nhìn. Mấy người? Em mà cũng đố. Trời ơi, như vậy nhưng mà cũng đố rồi, tất cả là sáu. Nói đàng hoàng nha, để em coi là khán giả người ta đếm được rồi đó. Tất cả là sáu người, tôi đếm kỹ lắm mà. Sao sáu người? Anh ca lợi đi, tôi đếm lại cho anh nghe nè. Tôi nói thiệt anh nghe, anh đếm vậy là sai rồi. Sao sai? Trong cái bài hát này đó là không phải ba, mà không phải sáu người. Chứ sao? Chỉ có ba người thôi. Sao ba người được? Không tin phải không? Tôi đếm rõ ràng sáu người mà. Bây giờ tôi dẫn chứng đàng hoàng cho anh nghe dễ hiểu lắm. Bây giờ anh là người, tôi là người đi. Anh là người, tôi là người. Bây giờ bắt đầu tôi diễn tả là bài hát nha. Một người đi với một người là mấy người? Là hai người, một với một là hai, dễ quá. Rồi một người lặng lẽ buồn tiêu đứng nhìn là mấy người? Một người nữa, một cộng với hai là ba người. Là coi như người ở đâu đó đi. Là cái người đó đâu? Hai người vui biết bao nhiêu là mấy người? Thì hai người cộng với ba người này nữa là năm người. Không, hai người đó là tôi với anh đó. Còn người lặng lẽ buồn tiêu đứng nhìn đó là mấy người? Thì người nữa là sáu đó. Trời đất ơi, có ba người anh ơi. Cái bài hát này là chuyện ba người mà. Có ba người thôi. Mánh. Gì mánh? Tôi nói anh nghe nè, giờ anh muốn đố nhạc phải không? Giờ tôi đố ngược lại anh nè. Đố ngược lại sao? Giờ tôi đố anh dễ dàng hơn anh nhiều. Dễ dàng. Anh đố tôi bao nhiêu người trong bài hát phải không? Tôi đố anh bao nhiêu cái nhà trong bài hát này. Trời đất ơi. Tôi đố người và anh đố nhà. Tôi sao? Tức là anh hát cái bài hát này lên hả? Tôi đếm được bao nhiêu nhà là anh thua phải không? Rồi hát đi. Bắt đầu nghe nha. Đi qua nhà em. Mồ không có tiền mua xe sao đi bộ. Thằng ơi bão cấp 8 tới. Này tuyết dữ lắm à. Nhà anh, nhà em cách hai đoạn đường dài. Hai nhà. Tuy xa mà gần. Xa gần cũng hai nhà nên. Tuy gần mà xa, rồi còn xa mấy nữa. Khi em đi lấy chồng, một mùa thu thừa nắng. Mấy nhà, nếm đi. Mấy nhà? Hết rồi. Vậy đó, coi lại đây cũng đô nữa. Trời cần gì nói anh ơi, đây cho khán giả ta cũng biết mà. Biết sao? Có hai nhà thôi à. Ba nhà đâu, tôi mới nghe rõ ràng chỉ có nhà anh, nhà em thôi. Nghe kỹ lại này nha. Nhà anh, nhà em cách nhau đoạn đường dài. Cách thì cách cũng hai nhà. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Gần xa cũng hai nhà thôi anh ơi. Nghe tiếp nè. Rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng. Lấy chồng kệ nó chứ, cũng hai nhà thôi. Cái hồi mà lấy chồng mới lòi ra cái nhà nữa đó. Nhà nào nữa? Cái nhà thằng chồng đó. Trời ơi. Chứ không phải
có vụ đó nữa chứ sao, thì lấy chồng xong rồi qua nhà chồng ở chứ không lẽ ra ngoài đồng không có quạnh ở. Trời ơi, không biết gì trơn trời ơi, anh nói tôi sao, anh cũng mẹo anh ơi. Đâu mẹo được, cái là anh nói tôi đếm nhà thôi, tại tôi chỉ nghe có trong đó có hai cái nhà thôi. Không, thì tôi nói danh đời, cái đó là tôi thấm hiểu từng cái hơi thở của âm nhạc, anh biết không? Nó tác giả ta viết ra nhiều khi người ta không biết đó có cái nhà nữa mà tôi nghe tôi biết. Trời ơi, tôi biết mà. Vậy là nói là rành âm nhạc lắm, rành dữ lắm. Không mà tôi mới tin anh được 50% thôi. Vậy hả? Giờ tôi đề nghị anh vậy, nếu mà anh nói anh nghe thấm được từng hơi nhạc đó, vậy là tất nhiên anh sẽ diễn tả được một bài nhạc. Anh có thể diễn tả bài nhạc không? Trời ơi, ngon lành anh. Diễn tả thử một bài coi. Tôi diễn tả nghe bài nhạc này nha. Bài nhạc này là bài nhạc nổi tiếng nhất năm 1994 của Hồng Kông. Hồng Kông. Trời đất ơi. Nội dung đàng hoàng. Nội dung sao? Nội có nội dung là tôi hát ra là biết liền. Cái bài hát này là được mang tên là Caravan of Life. Trời đất ơi. Tôi có bài này nổi tiếng bên Hồng Kông á nha. Sao ngon lành mà. Bài này là của Lưu Đức Hòa hát đó. Biết Lưu Đức Hòa nữa hả? Biết chứ sao không biết. Vậy biết tôi là ai không? Thì anh là tôi biết rồi. À không phải, biết ai không? Dạ, anh là ai? Tôi là Lưu Đức Dây. Vậy là bà có bà con với Lưu Đức Hòa. Có bà con Lưu Đức Hòa. Nhưng mà cái nội dung bài đó làm sao, anh nói nghe thử coi. Bắt đầu nghe, anh nghe nhạc nè. Anh nghe nhạc xong anh tập trung anh nghe xong là anh hiểu cái nội dung bài này liền. Nghe nội dung bài này nhưng mà có nghĩa là hai người yêu nhau thấm thiết lắm. Yêu nhau thấm thiết lắm. Nhưng mà vì cái chuyện nhỏ nhặt thôi. Hai người tan rã với nhau. Chỉ có một chuyện nhỏ nhặt thôi hai người tan rã với nhau. Bài hát tự động nó nói lên vậy. Tự động nó nói lên. Đâu anh hát tôi nghe. Anh nghe anh để ý chút là anh hiểu liền. Hát bắt đầu nghe nha. Ông phò mình thôi. Chín yết thi thâu khó chi yết chi. Chúng lý yết ngó ta thơm hùm. Đi hồ đi muôn ăn thêm con chim bồ câu. Chúng lý ngó yên gà chiên bơ. Đi hãy chơi luôn nguyên con dịt quay. Chúng lý yếu ngó yếu trần yếu xám ngó sức si yếu. Bài hát gì đâu, cô ta nghe nổi tiếng bên Hồng Kông mà anh hát gì đâu, có chim bồ câu rồi dịch quay cho nó vậy. Anh không hiểu gì hết trơn, trời tôi nói anh rồi mà. Bài này nội dung đàng hoàng lắm. Nội dung sao? Có nghĩa là hai người yêu nhau thấm thiết lắm anh biết không? Có một bữa đó chàng ta mới mời nàng ta đi ăn vô khách sạn ăn. Vô khách sạn người ta bài ra ngon lành lắm. Bài ra là tôm hùm nè, bồ câu quay nè, dịch quay nè, không đủ thứ chuyện đó. Đủ thứ. Mà nàng dành ăn hết trơn trời à. Không cho chàng ăn gì hết trơn trời á. Đưa chàng nguyên một dĩa xì dầu vậy thôi đó. Anh không nghe hả? Dầu ngò dầu ngò ngò trùng lý vĩ ngò dĩa xì dầu. Nhưng giờ nó có trơn trọi à. Trời ơi, có vậy thôi bỏ đó hả? Vậy mà bỏ đó. Không được, anh ơi, nát nhạc nổi tiếng mà anh nát anh chế trong đó mình lum á, không hay. Không hay hả? Tôi hát cho nghe bài hát nổi tiếng đàng hoàng. Nổi tiếng luôn. Nguyên văn nguyên lời đàng hoàng. Hát vậy mới hay. Vậy hả? Giờ tôi hát cho anh nghe một bài hát nổi tiếng của nước Mỹ đàng hoàng. Bài hát tên gì? Bài hát của tôi được mang tựa đề Always I Love You. Ui. Trời ơi, hát được không đó? Trời cái ơi. Bài này giật nhiều giải lắm nha, 7-8 giải lần đó. 7-8 giải Oscar gì mà. Trong đó có tôi giải á. Vậy. Anh giật giải. Tôi giật giải trong đó đó. Giải gì ngon vậy? Người ta treo giải tôi đi ngang tôi giật. Cái tôi miễn có giải thôi à. Rồi hát đầu nghe nha. Rồi. Tôi diễn tả giống như nghệ sĩ nổi tiếng trình bày bài hát đó đàng hoàng nha. Rồi tôi nghe, chuẩn bị. Khoan gì? Tôi đang hát mà. Anh hát được, anh hát hát được thôi, coi chừng chết á. Trời ơi, anh làm gì tôi xe vậy anh? Không, tại vì thấy anh hát sao mà cái hơi anh nó rung rung, làm như sắp đứt hơi, sắp chết tới nơi vậy á. Giống như mấy cái xe mà mùa đông lạnh á, xăng nó đặt lại trơn đầy máy không nổ. Trời ơi, bởi vì sao anh hiểu được cái tâm trạng bài hát đó. Bài hát anh hát bài đó là anh phải rung 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 vậy nó mới vô. Hát rung rung ca sĩ người ta hát y vậy mà tôi bắt chước vậy mà. Hát nó phải rung 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 vậy đó. Mất hứng anh ơi, làm lại nha. Làm lại. Well, you are, I'm looking for you. On way, love you. We are on way, love.
you. We are on way. Love you. Bớt người ta, bớt người ta, trái nhà, trái nhà, trái nhà, bớt người ta, trái nhà. Cái gì vậy? À, đừng hát nữa anh ơi. Anh hát hồi nguyên đội của quả tới đây hết trơn trội vậy á. Gì đội của quả? Anh hát giống cái à làm nó báo trái quá. Mà, kỳ quá anh ơi. Trời ơi, anh nghe thử coi nhạc ta nổi tiếng ta hát vậy không đó. Bài hát ta nổi tiếng của đàn bà ta hát, mà đi hát bài đó kỳ cục, có kiếm bài khác hát đi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh rành gì nhạc rap lắm phải không? Dĩ nhiên, nãy bài đầu tiên tôi hát nhạc rap rồi. Tôi cũng không có thua anh đâu, cho anh biết. Tôi ngon lành lắm mà. Anh hát nhạc rap nữa. Bây giờ tôi anh hát bài nhạc rap chơi nè. Bây giờ thi đấu nhạc rap nha. Ừ. Anh hát được không? Tôi hát được ạ. Chứ tôi nãy đầu tiên tôi ra tôi hát nhạc rap. Hát bài này nổi tiếng nước Mỹ luôn. Bài tựa gì? Bài hát tên là No Limit. Nghĩa tiếng Việt Nam là gì? Có nghĩa là không có giới hạn cái gì hết trơn á. Không giới hạn, muốn hát sao hát. Muốn hát sao hát. Rồi vô luôn. Vô chơi. No, 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 no. No, no, there, no limit. No, 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 there, no limit. Everybody say yeah, yeah. Everybody say yeah, yeah. Wait. Chẳng cần lo, tôi chẳng cần lo. Ở sở lợi ông bà gửi cho, khéo thì no. Chẳng cần lo, chẳng bao giờ có khuôn mặt buồn so. Chúc 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 xin chúc bà con sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ấm no, tiền bạc tràn trề không cần limit. Everybody say yeah, yeah. No, 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 there no limit. No, 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 there no limit. Hết rồi, vỗ tay. Bóp ơi, bóp. Trời ơi, 8 giờ rồi mà giờ này nó không chịu mở cửa. Cái tiệm tôi như vậy chắc có lẽ chừng vài tháng nữa là bị bankruptcy rồi. Trời ơi, Bóp ơi, mày ở đâu? Mày cho tao biết đi. Anh Trộm, anh Trộm. Anh Trộm, tao. Để đi, không ăn trộm, để đi. Trời ơi, để đi hả? Trời đất ơi. Trời ơi, con đang nằm chim bao, thấy thằng Trộm vô con cắp đầu. Trời đất ơi, tại sao mày không xì lít trên sofa? Mà mày xì lít như này. Dạ, con xì... Xì liếp nói hai tiếng mà nói xì không kỳ lắm mày. Dạ con homeless, xì liếp với đất quen rồi. Xì liếp trên sofa, sợ nó mòn, đã đi bán không được. Cũng móc lò nữa, cũng cái giọng móc lò của mày á. Trời, mày móc tao đó hả? Dạ, cái này không phải nói móc à. Mà là nói thật. Sao? Một sự thật đau lòng. Nữa, cha, một sự thật đau lòng. Bằng cái lúc mày đi homeless không? Mày đi ngang trước cửa tiệm tao, mày khổ sở này kia, tao nhận mày làm con nuôi. Rồi, tao lại đổi tên mày nữa. Tao đổi tên cho mày cái thằng Vũ Văn Bột. Vũ Văn Bột nghe kỳ quá. Tao đổi chữ Bột thành chữ Bóp. Tao bỏ chữ Lăng, Vũ Lăng Bột, bỏ chữ Lăng thành để Bóp Vũ. Vũ Bóp nghe nó giống Mỹ mà thấy không? Bóp Vũ nghe mày đừng hiểu lầm nha. Dạ. À, con sao? Con nói thiệt, con đâu có dám quên ơn của Daddy. Con biết Daddy lúc nào cũng thương con hết trơn á. Chứ sao? Lo cho con. Ừ. Coi con như con chó trong nhà vậy đó. Đúng. Ê. Dạ. Con chó mà. Dạ, không có, con lộn. Dạ, coi con như con cháu trong nhà. Con cháu. Dạ, cho làm việc nặng nhọc á, mà không có phát lương. Mày, tao lo tất cả mọi sự việc cho mày. Mày sống là nhờ tao. Mày cần gì phải lãnh lương. Mày cần gì phải lãnh lương. Là tao nói mày nghe, thấy không? À, công ăn việc làm tao cũng lo cho mày rồi, thấy không? Quần áo cũ mà tao bán không được á, tao bỏ ngoài kia mày lượm mày mặc, tao có cản đâu. Đồng thời cái chuyện mà ăn uống á, tao ăn gì mày ăn nấy, thấy không? Có gì đâu. Hả? Tao ăn gì mày ăn nấy. Để đi ăn cái gì con ăn cái nấy. Ừ, cái này nghe lạ lạ nha. Sao lạ? Mày tôm cua, thấy không? Thịt bò ở đây đó. Mắc tiền mà ăn vô nó mắc bệnh nữa, thành tao không ăn. Bệnh gì? Bệnh cholesterol. Là gì?
là bệnh có mỡ trong máu á. Trời ơi, kêu bằng cholesterol ta đi ơi. À, rồi trong khi đó cá, cá trời ơi nó rẻ rề, ăn nó có chất bổ mà chất dinh dưỡng nữa. Mày biết cá rông phi mà chợ, mấy cái chợ bây giờ nó sell nhau không, nó đua với nhau nó hạ giá, mỗi một phao chỉ có 49 cent thôi. À, mày thấy không, nấu cá rô phi là mày ăn được rồi. Trời ơi, mà đi mua cá rô phi ở đâu? Ngoài chợ. Trời ơi, à hôm bữa đó chợ thấy rõ ràng, đã đi bươi mấy cục nước đá để móc con cá lên đó phải không? Ừ. Trời ơi, bươi mấy cục nước đá móc cá lên là 3-4 bữa sau, chứ mấy bữa trước nó còn lội. Hả? Nhưng người ta không lội, tao mua nó lội thét, nó mệt quá, nó đai. Nó đai. Trời đất ơi, vậy là mình đang cá chết rồi. Ôi, chết sống thì cũng cá thôi mẹ ơi. Để tao ngồi tao nói mày mệt quá, tao nói mày nghe nha. Có một bữa mình nhớ người ta mua con cá rô phi, có bằng cái bàn. Trời ơi, bằng này hả? Dạ. Vậy là cá mập rồi. Không, bằng cái bàn tay tao vậy nè. Tao kho 3 ngày, tao với mày ăn cái bữa trước tao hy sinh á. Tao ăn cái đuôi, tao chừa cho đồ ngon cho mày. Ăn cái đuôi? À, ăn cái đuôi. Hàng gì con ăn nước cơm với cá. Bữa thứ nhì tao ăn cái mình. Con ăn nước cá với cơm. Bữa thứ ba tao kho cái xương rụt tao, hy sinh tan cái xương, tao chừa cho mày cái nồi đem đi rửa. Mày nói tao lần nhận lớp rồi, cái nồi mày còn chút nước mày kho lại khen khét cái mày trộn cơm mày nói mày ăn ngon. Trời ơi, ăn nghe mà cũng rén rình nữa. Đã nói mày nghe, ở đời biết tặng tiện dành dụng thì đồng tiền nó sẽ chui vô túi mình. Yeah, thấy không? Yeah. Nếu là đã chui vô túi mình phải biết cách khóa lại, đừng cho tiền nó bay ra. Yeah. Một khi đồng tiền nó bay ra rồi đó thì dứt khoát never U-turn. Hả? Trời ơi, tiền mà làm như xe hơi của U-turn cho mày đó đi. Nó đâu có trở lại vậy. Thôi vậy bây giờ tao nói mày nghe nha. Tao nói mày nghe. Ta ủa. Trời đất ơi, sao mày không hút bụi mày? Dạ. Trời ơi. Tiệm tuần vô không hút bụi được khách vô sao? Để đi quên nè, để đi dặn là chừng nào á có khách tới hỏi mua máy hút bụi, người ta kêu mình thử, sẵn đó mình hút luôn cho đỡ tốn điện. Cái đó là khi nào có khách. Bây giờ không có khách, mày ra mày lấy cái chổi giùm tao vô quét nó tạm đi. Bụi quá chịu không có được. Mau. Cái chổi bị mòn, còn có cái cán không à, con liệm đi rồi. Trời đất ơi, mày nói tao muốn toát rồi không mày? Thì toát cái chổi tao mới mua năm ngoái này rồi là sao mòn được. Trời ơi, năm ngoái tới năm nay là 365 ngày, mỗi ngày con quét 2 lần, tổng cộng là 730 lần. Chổi nào mà chịu cho nổi. Tại mày ăn uống mày không biết kiên cử, mày không chịu đai ếch to con lớn xác quét hết nó mòn cái chỗ của tao. Trời ơi, ăn cơm toàn ăn cơm với nước cá không chịu đai ếch nữa. Gì mày chửi tao cha già không nên nết hay gì? Dạ đâu có chửi. Rồi cái chỗ mày liền đâu? Dạ trong sau nhà. Sau nhà hả? Dạ. Trời đất ơi, ra lấy vô đi, sai đỡ đồ phí phạm đi. Dạ. Phao thôi để vụ quét nó phao. Phao cho tao tới cà phê mau lên. Ê, tao thèm cà phê không? Đẻ. Cà phê hết rồi. Trời ơi, tôi chóng mặt rồi trời. Tao mới mua một phao cà phê hồi tháng rồi đây mà hết rồi. Trời ơi, có một phao mà không uống ngày 2-3 cử mà uống tháng 30 ngày mà không hỏi. Hết tối rồi. Rồi, xác cà phê mày đâu? Trong thùng rác á. Trời ơi, mà có bỏ rác được chưa? Chưa, có xác cà phê không à. Lấy xác cà phê ra phơi lại pha tao uống. Hả? Trời ơi, uống vậy đâu còn mùi cà phê đâu, ta đi. Không cần mùi, tao uống nước gì được rồi, miễn có màu nâu nâu được rồi. Thấy không? Đi. Ơi mà thôi mày ơi, tao bực quá ngồi. Nay cho phép mày ngồi, tao nói chuyện này mày nghe. Tao nói mày nghe. Mấy tháng này đó, nó có cái chuyện lạ lùng là thiên tai bão lụt nhiều quá. Thấy không? Yeah. Rồi nào là bị khủng bố. Yeah. Thấy không? Rồi nào là di trùng ăn trét. Hả? Di trùng ăn trét. Ăn trắc như vậy, ăn tét. À, thì ăn trắc ăn trét cũng vậy đó. Bởi vậy hổm rài nó có ai đến đây nguyên tiền không? Dạ có, nhưng mà con nói đã đi nốt hia cho nên người ta nói bữa nay người ta trở lại nè. Đó, cái khổ tâm ở chủ nốt hia của mày đó. Bây giờ tao nói mày nghe, nếu họ trở lại tao không có cách nào, tao nói tao chỉ nhờ mày một chuyện thôi. Mày giúp tao được không? Nhờ cái gì? Hả? Người ta tới thì nó đi cứ nói là nhà mình hết tiền, hết gạo, hết quần áo. Tiền còn không có đủ tiền để mà mua chả chồi nữa mà. Chả chồi là gì? Là chổi chà. Tao nói mày nghe bây giờ vậy. Mày, người ta đến đây mày cứ nói thẳng là không có tao ở nhà. Trời đất ơi, ra đi ơi. Gì? Có gì đâu, phải đi trốn. Phải vậy tao nói thiệt á. Dạ. Ở đời á,
có nhiều cái kẻ mà nhiều khi có tiền trong túi mà làm như là nó dễ nghèo khó lắm. Ăn mặc bảnh bao mà lúc nào trời ơi có thiệt đó đi á, đó là những người nô lệ cho đồng tiền, thấy không? Ăn không dám ăn, uống không dám uống, hả? Đó là những kẻ bần tiện sống trên đời làm cái con mẹ gì nữa hả? Shut up. Ê, ê, mày, mày xỏ xiên tao đó mày. Dạ con đâu có xỏ. Không xỏ xiên tao, mày nói ai vậy? Thì con tôi sẵn nó con. Thôi thôi nói vậy chơi. À, con đừng sợ. À đây đi không có đánh con đâu. Bây giờ đá đi đề nghị với con cái chuyện này. Dạ sao? Bây giờ nếu có họ tới con thay mặt đá đi làm chủ cái tiệm này. Con làm chủ. Nói thẳng với họ là bảo họ đừng có tới. Chứ còn ông khó nói lắm. Thôi không được đâu. Con sao? Phải làm chủ được. Trời ơi con làm người làm quen rồi. Tao dạy cho. Rồi. Tao dạy cho mày làm chủ. Dạy con hả? Hả? À? Dạy sao? Đây bây giờ nghe. Ví dụ đó. Đâu mày lên mày ngồi cái tứ ông chủ tao coi coi. À chủ á. À ngồi ông tứ ông chủ. À. Đó à, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đó. Vậy sao nó đi đánh con? Trời đất ơi chủ mà nước lụt sao mà rút cái cẳng lên vậy mày? Chứ đó giờ con có ngồi làm kiểu chủ bao giờ đâu. Bây giờ tao ngồi sao? Tao làm sao mà làm y như vậy nha. Mày coi kiểu chủ nè. Chứ đi gì? Hả? Thế đi kêu làm sao làm như Khang vậy? Trời đất ơi mày coi cách ngồi tao thương đánh tao. Không có biết đâu, nói không rõ ràng. Thôi được rồi, bây giờ vậy. Bây giờ vậy nha, khi nào họ tới đây không, con cứ nói thẳng với họ, đừng bao giờ cho họ tới đây nữa. Như vậy được rồi, bây giờ con vô trong. Con à... Ê, ôi trời. Ê, có ai gõ cửa đây đi ơi. Trời, không lẽ họ đến nguyên tiền. Trời, sớm quá vậy, mới có mấy giờ, chín, mới tám mấy à. Vậy mày chạy vô lấy đồ mặc vô đi. Hả? Mày mặc đồ, đồ gì cũng được, giống ông chủ thôi. Chạy vô lấy đi. Bữa nay con là chủ, đây là tớ nha. Tớ, mau lên, để tao làm đầy tớ. Dạ, chào bà. Dạ, chào. Dạ, xin lỗi mời bà vào. Dạ, cảm ơn ông. Dạ. Dạ, dạ mời bà sit down. Dạ. Dạ. Thưa bà, chắc hôm nay bà đến đây cũng có chuyện gì tới tiệm tôi, tiệm này, tiệm của ông chủ tôi phải không? Dạ, dạ xin cho tôi phép được gặp ông chủ. À, vậy hả? Mời bà ngồi để tôi kêu ông chủ tôi ra. Dạ. Trời, bà đẹp quá. mặc đồ đẹp ghê. Ông chủ ơi, ông chủ, dạ có khách tới. Dạ. Chào đây ông chủ tôi đây. Dạ. Dạ, dạ xin chào ông. Dạ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Chu Lì Hu. Hả? Dạ, tôi là hội trưởng hội phụ nữ từ thiện. Dạ, xin phép được gặp ông chủ tiệm. Chủ tiệm nào? Dạ, chủ tiệm Number One. Number One bây giờ đổi thành Number Ten rồi. Chủ tiệm mới bây giờ là tôi, Mr. Bob Vũ. Dạ. Dạ ông là ông bố Vũ. Dạ. Dạ hân hạnh chào ông bố. Sao trình chú ly hù. Ông bố nói cái gì đó? Dạ ông bố ông nói là dạ tôi cũng không biết nữa. Sao trình là xin chào, Chu Li Hu là Chu Li Hu. À, nói lại. Vậy không mà không biết. Dạ. Ê, cái... Giống không? Dạ giống cái gì? Y chang à. Hoàng Châu Cát Cát. Trời
Dạ. Dạ bà dạ, dạ ngồi, dạ ngồi, dạ ngồi. Trời nó làm thái giám rồi chứ. Bắt đầu á. Chủ tớ tới chủ nha. Tập sao làm vậy nha. Không có đánh nè, đánh đau anh đánh lại nha. Dạ. Dạ ông chủ nói dạ ai đánh ai? Ủa đâu ai đánh ai đâu? Dạ ông chủ nói gì dạ tôi không có hiểu. Tôi còn không hiểu sao bà hiểu? Chủ tư. Dạ. Ra đại biểu. Dạ. À không, ra nhờ chút việc coi. Dạ, dạ lịch sự. Dạ. Dạ thưa ông chủ kêu tôi. Chú làm gì vậy là bị bệnh đau thủng nha. Dạ. Đứng thẳng lên chút coi. Dạ thẳng. Thẳng lên chút nữa. Hết rồi tới đó rồi. Dạ lên chút nữa đứt liền à. Dạ, lấy cà phê phơi nắng ra đãi khách. Dạ. Cái loại cà phê này đặc biệt lắm bà. Chỉ có mình tiệm tôi có à. Dạ. Cà phê phơi nắng. Dạ lạ quá. Dạ tôi chưa hề nghe qua. Tôi cũng mới nghe. Sao còn đứng đó? Dạ chưa. Chưa phơi hả? Dạ dạ. Dạ thôi cảm ơn ông chủ. Dạ tôi bị bệnh đau tim à. Thành ra bác sĩ cấm uống cà phê. Ừ. Dạ cảm ơn. À vậy à. Vô lấy tiền mua 2 lon nước ngọt. Nhớ mua cái loại bò hút 3 đồng mấy lon á. Lâu quá là không được uống á. Đi đi. Dạ. Đi vô. Ông chủ ơi, ông chủ. Ông chủ à. Ông chủ đừng la ổng tội nghiệp. Ổng đi thấy gì thấy tội nghiệp quá. Chắc có lẽ ổng bệnh cái gì đó. Thôi cho ổng vô ngồi nghỉ đi. Bệnh cái gì? Chả làm biến thấy mẹ đi. Cứ để cho exercise đi tôi tới lui đi. Bây giờ nói chuyện của mình nè. Dạ. Dạ bà Chu Lì. Dạ. Có phải là bà hôm nay tới để mà quyên tiền giúp mấy nạn nhân động đất có phải không bà? Dạ phải. À dạ. Dạ. Dạ thưa ông. Dạ. Chúng tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam à. Sống ở trên đất Mỹ à. Cùng đóng góp và chia sẻ những nỗi đau khổ của những nạn nhân bị thiên tai. Sắp vô giọng cổ rồi đó. Giọng này quen à. Giống như đài phát thanh quá. Dạ đúng. Hả? Đó là giọng của tôi á. À vậy hả? Dạ. Dạ thưa mỗi lần mà mình lên đài phát thanh à? Dạ tôi là bà hội trưởng à. Dạ tôi phải kêu gọi cho thảm thiết vậy thì đồng bào mình mới đóng góp. À nói vậy hôm nay là cái giọng mà the thé. À không, cái giọng mà thánh thót như chim hót là bà của Chu Lì. Dạ đúng. Dạ của tôi đó. Dạ bà ngồi. Dạ ngồi. Dạ ngồi. Dạ. Chuyện nhỏ. Bà dạ. Ghi vô sổ đi. Dạ. Tôi đóng góp 2.000 đô. Dạ bao nhiêu? 2.000. Ít quá hả? Dạ 2.000. Ừ. 2.000. Dạ dạ không. Dạ nhiều lắm. Dạ dạ cảm ơn ông chủ. Ghi vô đi. Dạ để tôi ghi vô chủ. Dạ. Ghi vô đi. Dạ. Trời ơi. Sợ rung rồi ha. Ký thêm 2.000 nữa giờ. Hỏi lại. Tôi không có đuổi là này ra chứ đâu. Lượm đồ đi vô trong. Đây. Ông chủ ơi. Ông chủ. Ông đừng có la ổng tội nghiệp. Ổng dầu sao người làm với ổng lớn tuổi rồi. Ổng cũng có danh dự của ổng chứ. Cha này có danh dự. Không sao. Bà ơi. À, tôi nghe nói là bệnh viện lúc này hình như là có cần tiếp máu để mà tiếp cho nạn nhân phải không? Dạ đúng. Dạ nhưng mà chúng tôi đó chỉ có trách nhiệm là nhận lãnh tặng phẩm và tiền bạc. Còn cái vấn đề hiến máu đó thì bệnh viện... Nhờ bà nói lại chúng tôi muốn hiến 1 lít máu lại tốt. Ồ, nói vậy ông chủ đây muốn hiến máu à? Có, tôi đai ép ăn cơm với nước cá không à. Máu xấu lắm, chai già kìa kìa. Để ăn đồ sang trọng lắm. Dạ. Máu tốt lắm à. Đây, dạ. Thấy chưa? Chưa, nghe nói hiến máu cái quằn quại cũng đi hiến liền à. Thấy chưa, đó. Trời ơi, ông chủ ơi, không phải đâu. Ờ, chắc ổng nghe hiến máu ổng sợ trên mặt ổng xanh dần kìa. Dạ, ta già này nó xanh tại ta sợ mất tiền á. Chứ không phải. Thôi, bà đã chờ chút nha. Để tôi vô tôi lấy tiền tôi đưa bà, nghe không? Dạ. Đưa chìa khóa đây. Đưa đây. Ôi, tôi chết rồi này. Trời ơi, tiêu tan sáng nha. Ông ơi. Chú ơi, chú có sao không? Tôi có cái dầu gió xanh nè. Chú xuất vô đây sao cái mặt chú tái quá vậy? Không có tái nào, ngầu yếm gì hết trơn. Ngầu yếm gì cũng chết là tái gì.
Ủa chú ơi, chú tỉnh lại chút xíu đi nè. Dạ. Chú sức dầu đi, đây dạ. Để tôi, để tôi dạ. Dạ chú tỉnh lại rồi ha. Dạ dạ tỉnh rồi. Dạ à, thưa bà, đây số tiền 3.000 đô bà cầm lấy đi. Chết mẹ rồi. Dạ. Ủa ông chủ hứa tặng cho đồng bào 2.000 thôi à. Mà tại sao đưa tới 3.000 lận? 2.000 là tặng nạn nhân động đất. Dạ. Còn 1.000 extra đó bóp tặng chu lì riêng xài chơi. Qua chưa? Còn nữa. Đây nè, còn cái áo này tốt lắm, tôi xin tặng luôn cho hội đó. Sao? Ủa, ông chủ ơi. Hả? Ông chủ tặng cái áo này rồi, sao mà rồi ông chủ mặc áo vậy, làm sao ông chủ tiếp khách? Ông sao, tôi bình dân ăn mặc nghệ quen rồi. Dạ. Ông sao đâu nè, tặng nè. Đó, tiền đó. Dạ, tôi biết rồi, ông chủ à. muốn giúp đỡ mà ha. Cơ hội này là ông chủ giúp đỡ mà phải không? Dạ. Đúng rồi bà nói, nếu mà cái bữa nay mà tôi không có chứng minh được cái lòng tốt của tôi đó thì không bao giờ có dịp nào khác hết trơn. Dạ. Nói bà hiểu rồi. Dạ. Ông chủ thì lo xa quá. Chứ thật ra thì những cái thiên tai xảy ra trên thế giới này rất là lúc bây giờ là rất là thường. Cho nên mà nếu mà lúc này mà ông chủ không giúp được thì lần sau ông chủ sẽ giúp. Sợ đừng có đó. Lo gì hết. Sợ lúc đó mà không còn là ông chủ nữa mà trở thành thông lết thì làm sao có dịp. Ủa. Hả? Ông chủ nói gì mà khó hiểu quá vậy? Bà hiểu chi cho nó nhức đầu. Nè. Tôi làm gì vậy? Chú rình hả? Không phải rình. Chú rình hả? Ôi giết mày bây giờ. À bây giờ 3.000 đó bà. Dạ thôi bây giờ thì để xin bà đưa sổ tôi ký. Dạ ông chủ làm ơn ký nhận giùm à, tôi đâu, dạ viết đâu à, gì vậy? Dạ đây ông chủ ký nhận giùm à. Dạ bóp vú thì khi khỏi cần ký vẽ hình được rồi. Dạ. Dạ đây. Dạ tôi xin nhận 2.000 mà ông chủ đã ký nhận cho à. Còn 1.000 thì tôi xin trả lại cho ông chủ, tôi không dám nhận. Dạ. Đúng là người tốt. Dạ. Bà không lấy tôi lấy. Dạ. Dạ bây giờ thì thay mặt cho nạn nhân bị động đất dạ. tôi xin cảm ơn lòng tốt của ông chủ rất là nhiều. Dạ, dạ tôi xin từ giã ông chủ. Dạ, dạ. À, bà bữa đi trước tôi cất bước theo sau. Ông đi đâu? Đi đâu tôi cũng chưa biết nữa. Mà tại sao ông lại phải đi? Tại vì hết thời lên voi bây giờ xuống chó. Ông chủ nói cái gì mà nghe vui quá à. Mà tôi không hiểu gì hết. Trời. Dạ, tôi xin chào ông chủ. Chào nó cho bà ơi. Vẫy tay chào nhau. Trời. Một lần cuối. Một lần cuối cùng. Trời ơi. Ta đi luôn. Ông nội mày! Thằng hốt lên!